Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được chứng kiến những hình ảnh được truyền trực tiếp từ sân vận động hàng đấy trong những diễn biến mới nhất tại vòng đấu thứ 8 của Night World V-League 1 2023-2024. Phía trước chúng ta sẽ là một trong những trận đấu tâm điểm tại vòng đấu này. Chúng ta đều biết là đội chủ nhà câu lạc bộ Công an Hà Nội đang sống trong dông bão khi họ đang có được liên tiếp những kết quả không mấy tích cực trong quãng thời gian gần đây. Và ngày hôm nay thì họ sẽ tiếp đón một câu lạc bộ đang bay cao trên bảng xếp hạng, đó là BKMX Bình Dương. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đội hình ra sân của đội chủ nhà câu lạc bộ Công an Hà Nội. Họ vẫn điền tên huấn luyện viên Gong Okyun vào vị trí của huấn luyện viên trưởng. Đứng trong khung thành của đội chủ nhà đó sẽ là thủ thành Philip Nguyễn. Những người đồng đội sẽ thi đấu ở phía trên của anh lần lượt đó sẽ là Vũ Văn Thành, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương và Hoàng Văn Toản. Ở hàng tiền vệ sẽ là Lê Phạm Thành Long, Văn Luân và Quang Hải. Trên hàng công thì bộ ba ngoại binh đó là Giovane, Fianho Junior và Jefferson đều được sử dụng. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là trọng tài Nguyễn Viết Duẩn, cùng với đó là các trợ lý Lê Thanh Tùng và Trần Văn Hải. Các trọng tài sẽ điều hành công nghệ VAR là ông Ngô Duy Lân và ông Nguyễn Mạnh Hải. 11 cái tên được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay được giữ nguyên giống như chiến thắng mà họ có được ở vòng 7 trước Đông Á Thanh Hóa. Vẫn là thủ thành Minh Toàn với bộ tứ vệ Quang Hùng, Giang Clesio, Trần Đình Khương và Võ Minh Trọng. Ở hàng tiền vệ thì Võ Hoàng Minh Khoa, Trung Hiếu Kizito sẽ hỗ trợ cho những cầu thủ như là Nguyễn Trần Việt Cường, Vĩ Hào ở hai cánh. Trên hàng công thì Tiến Linh sẽ đá cặp cùng với Arsen Elogo. Như vậy là trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và BKMX Bình Dương đã chính thức được bắt đầu. Giang Clesio chính là hạt nhân trong lối chơi của câu lạc bộ BKMX Bình Dương vào lúc này. Đội bóng đang để lọt lưới ít nhất kể từ đầu giải với chỉ 4 lần để cho đối phương trong thủng lưới. Khá tốt, sút bóng, nguy hiểm. Một lời chào có trọng lượng được gửi đi từ các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trong quãng 4 trận đấu vừa qua, không biết đến mùi chiến thắng của câu lạc bộ Công an Hà Nội thì những mũi nhọn như Fianho Junior rồi Jefferson Elias không có nhiều cơ hội được thể hiện. Bên phía câu lạc bộ BKMX Bình Dương họ có 3 cái tên đó là Tiến Linh, Võ Minh Trọng và Quế Ngọc Hải. Và đưa bóng vào của Văn Thành, đánh đầu. Một tình huống bắn cắc đánh đầu đến từ Jefferson Elias. Jefferson Elias cũng đã im hơi lặng tiếng sau bàn thắng có được tại vòng đấu thứ 3. Một tình huống mà anh đã băng vào và chiếm lĩnh được vị trí trước Giang Clesio. Bùi Hoàng Việt Anh đã dâng lên nhanh để có được sự tiếp ứng. Cánh phải đang là Văn Thành. Tình huống đưa bóng vào của Vũ Văn Thành. Giang Clesio là người đã đánh đầu pha bóng, móc bóng. Goal! 1-0 cho câu lạc bộ Công an Hà Nội ở phút thứ 16. Bàn thắng tuyệt vời của Junior Fiao. Ngay lập tức là một cái ôm được dành cho ông Trần Tiến Đại. Một bàn thắng tuyệt vời của Junior Fiao để giúp cho câu lạc bộ Công an Hà Nội vượt lên dẫn trước. Và nó sẽ là sự gia cố cho niềm tin của họ với mục tiêu hướng tới chiến thắng trong trận đấu này. Tình huống đưa bóng vào tốt của Vũ Văn Thành. Giang Clesio là người đã đánh đầu pha bóng. Jefferson Elias đã tiếp ứng ở tuyến 2 và đánh đầu truyền bóng để Junior Fiao tung người móc bóng một cách đẹp mắt, đánh bại được thủ thành Minh Toàn. Đây là một siêu phẩm trong trận đấu tâm điểm tại vòng đấu thứ 8 của Night World V-League 1 2023-2024. Tiếp tục có cơ hội cho các cầu thủ đội chủ nhà. Minh Toàn đã cứu thua. Bây giờ là Quang Hải. Không phải là một cú sút, Giovane. Cú đá đưa bóng đi ra ngoài. Có thêm cơ hội để dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nhưng Jefferson Elias chưa thể ghi bàn. Sự quyết tâm và hứng khởi đang được thể hiện trong cách chơi của đội chủ nhà. Văn Thành đã có một tình huống xâm nhập vào khu vực trung lộ để cố gắng tạo ra cơ hội cho Jefferson Elias. Và sau đó thì cũng là Quang Hải dành một đường truyền cho Giovane. Trong pha bóng này thì Minh Toàn đã chơi xuất sắc để cứu thua cho các cầu thủ bên phía đội khách. Bóng được treo vào trong. Đánh đầu, không vào. Vẫn còn cơ hội, bóng vừa leo sang hàng. Thiếu đi một chút may mắn để Junior Fiao có thể có được bàn thắng thứ hai. Và Minh Toàn một lần nữa đã chơi đặc biệt xuất sắc để cứu thua cho BKMX Bình Dương. Văn Phương đã không thể vượt qua được Nguyễn Trần Việt Cường, nhưng anh có sự tiếp ứng từ phía sau. Cơ hội, Jefferson Elias, không vào. Minh Toàn đang chơi quá hay. Lại là Minh Toàn cứu thua. Và lại là Jefferson Elias không chế bóng.
vượt qua được Đình Khương. Cú đặt lòng trong chân phải của anh là chưa đủ hiểm hóc, nhưng chúng ta cũng thấy phản xạ đổ người tốt đến từ Minh Toàn. Tỷ số vẫn chỉ đang là 1-0 với dấu ấn rất lớn đến từ Minh Toàn. Bóng được đưa vào. Đánh đầu, không phèn hú vía với các cầu thủ đội chủ nhà. Thật đáng tiếc cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Tiến Linh đã tiếp ứng ở phía sau của dàn Klesio. Không ai theo kèm được với Tiến Linh trong pha bóng này. Đường chuyền nhanh của Bùi Hoàng Việt Anh. Cú đánh gót của Jefferson Elias. Quang Hải sút xa. Cú đá khá nguy hiểm đến từ Quang Hải. Một đường chuyền rất nhanh với cú đánh gót đến từ Jefferson Elias, phù hợp với đà băng lên của số 19. Và đội trưởng bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tung ra một cú dứt điểm thấp hơn một chút thôi thì hoàn toàn có thể sẽ là bàn thắng cho đội chủ nhà. Và cầm bóng khá tự tin, băng lên rất nhanh, sút bóng. Cú đá quyết đoán đến từ Ibarra, người được tung vào sân trong hiệp 1 ở quãng phút 40 để thay thế cho Vĩ Hảo. Pha xuống biển của các cầu thủ BKMX Bình Dương, đưa bóng vào. Không được, sút bóng, không vào. Rất đáng tiếc cho BKMX Bình Dương. Tiến Linh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể sút ra ngoài ở cự ly khoảng hơn 10m. Duyên ghi bàn vẫn chưa thấm lên với Tiến Linh cho tới lúc này của trận đấu. Đó là những tình huống đi bóng và cầm bóng của Kiều Văn Nê, một đối một với dàn Klesio. Có vượt qua được không? Qua rồi. Khoảng trống được lộ ra, chuyền bóng. Kiều Văn Nê quyết định không dứt điểm. Quang Hải có sút quen thuộc. Vào! Tuyệt phẩm. Chúng ta có thêm một tuyệt phẩm nữa của Quang Hải. Trên đôi vai nhỏ bé của số 19, anh gánh vác một trọng trách lớn lao để đưa câu lạc bộ Công an Hà Nội trở lại với quỹ đạo. Và chúng ta đã được chứng kiến một pha dứt điểm bằng cái lòng trong chân trái quen thuộc của Quang Hải. Minh Toàn, rồi cả huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức bên phía BKMX Bình Dương thất thần. Jefferson Elias đã dành tặng cho Quang Hải một cử chỉ thán phục. Hà Văn Phương đường chuyền dành cho Kiều Văn Nê. Và xử lý bình tĩnh của Jefferson Elias, không phải là Fiaho Junior. Và dẫm bóng mang tính biểu diễn của Junior Fiaho, và nó đã khiến cho dàn Klesio không ưng mắt. Trọng tài Viết Duẩn sẽ tham khảo công nghệ VAR. Vấn đề là ở pha bóng va chạm giữa Fiaho và Quang Hùng. Fiaho Junior đã có một cái cùi trỏ. Hãy cùng chờ quyết định của trọng tài Viết Duẩn. Ông đã gọi Fiaho Junior lại và rút ra một chiếc thẻ đỏ từ túi áo của mình. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho hành vi xấu chơi của Fiaho Junior. Những khoảng trống đang lộ ra khá nhiều bên phía BKMX Bình Dương. Những khoảng trống ở phía sau lưng của hàng phòng ngự, khi mà họ phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Thẻ đỏ, một chiếc thẻ đỏ dành cho giám đốc kỹ thuật ông Trần Tiến Đại. Ông Trần Tiến Đại trở lại với băng ghế huấn luyện nhưng vẫn giữ được cho mình một hình ảnh dâu cá tính. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp được trọng tài Nguyễn Viết Duẩn rút ra. Rất khó hiểu với pha phối hợp giữa Đình Khương và Ryan Hà. Khá quyết liệt, cơ hội. Văn Thanh không vào. Lê Phạm Thành Long sút tiếp. Một tình huống dâng cao và đoạt bóng ấn tượng của Bùi Hoàng Việt Anh. Hai cầu thủ của đội chủ nhà đang nằm sân. Lê Phạm Thành Long đã chuyền bóng nhanh cho Văn Thành để có được cú sút chéo góc, nhưng Minh Toàn vẫn có thể cứu thua. Huỳnh Tấn Tài, Văn Thành xin bóng, trả về tuyến 2. Lê Phạm Thành Long, cơ hội. Dấu chấm hết của trận đấu chẳng. Một nụ cười đầy ẩn ý đến từ giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại. Hồ Tấn Tài không ăn mừng.
Anh vẫn giữ chừng mực sau khi chọc thủng lưới của đội bóng cô. Nhưng ít nhất bây giờ thì sự tự tin của đội chủ nhà đang bao phủ sân vận động Hàng Đẫy. Cách biệt đã là 3 bàn với bàn thắng của Hồ Tấn Tài. Bóng được mở sang dành cho Văn Thành, người vừa trở lại sân và đón được bóng. Đồng đội đang băng lên, cơ hội không vào. Minh Toàn đã kịp thời băng lên để từ chối nỗ lực dứt điểm của Huỳnh Tấn Tài. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Nguyễn Viết Duẩn. Như vậy là câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhà đương kim vô địch của giải đấu, đã tìm lại được cảm giác chiến thắng tại pháo đài Hàng Đẫy. Những bàn thắng của Fiano Junior, Nguyễn Quang Hải và Hồ Tấn Tài đã giúp cho câu lạc bộ Công an Hà Nội vượt qua được BKMX Bình Dương với tỷ số 3-0. Đến đây thì buổi tường thuật của FPT Play trận đấu tâm điểm vòng 8 giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và BKMX Bình Dương xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi, và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong những diễn biến tiếp theo của vòng đấu thứ 8 này. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.